phong Long Hạ. Wow, thật là một bàn mở hàng để ấn tượng và vui vẻ. Chắc chắn với sự khởi đầu này, chúng ta sẽ có một buổi tối thật sôi động. Tiếp theo, mời quý vị và khán giả thưởng thức tiết mục tinh kiệt Âu Đào với các bạn Lê Hoàng Đi Giang, Trần Mai Phương và Tống An tới từ Language Stream ngắn hạn biểu diễn. Thank you.